Hôm nay chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Cuộc đời giáo chủ Mahavira, 16 đại mộng của Hàng hậu Trisla, thân mẫu Đức Mahavira, phần 1 có 3 phần, trong tiết mục giữa thầy và trò, được giảng bằng tiếng Hoa và tiếng Anh vào ngày 22 tháng 6 năm 2019 tại Đạo Tràng Miền Đất Mới, Đài Loan, còn được biết là Formosa. Tôi sẽ kể quý vị nghe một chuyện rất rất phi thường. Một trong những vị thánh vĩ đại nhất trên địa cầu, Đức Mahavira. Quý vị biết Ngài phải không? Đôi khi quý vị thấy tượng của Ngài không có quần áo. Quý vị nhớ không? Đó là bởi vì có người đã lấy đi y phục của Ngài. Ngài chỉ có một mảnh vải che thân, và đó là do vị thần cúng dường cho Ngài. Một trong các vị thần trên thiên đàng, nhưng có một người tham lam. Trước tiên, họ xin bố thí. Và hoàng tử, lúc đó Ngài là hoàng tử, nhưng Ngài xuất gia, khổ hạnh. Và Ngài đã cắt phân nửa mảnh vải tặng cho ông ta rồi. Rồi ông ta đi ra ngoài bán. Và người khác nói với ông, ồ, ông lấy cái này từ đâu? Đây là từ thiên đàng. Đó là quần áo thần thánh. Nếu ông có nửa mảnh kia đưa cho tôi, thì tôi sẽ trả ông 10.000 lạng vàng. Ôi chào! Người này rất tham lam. Cho nên ông ta trở lại và cứ chờ đợi đi theo sau giáo chủ Mahavira khổ hạnh lúc đó. Và theo Ngài khắp mọi nơi cho đến một ngày, một năm sau, mảnh vải còn lại rơi xuống đất. Và rồi người này liền nhặt nó lên, chạy mất. Và rồi ông ta đem bán thật vậy để đổi lấy hàng ngàn lạng vàng nhà vua đưa cho ông. Cho nên quý vị có thể thấy con người rất xấu xa. Ngài chỉ có nửa mảnh vải để che thân, mà người đó cũng lấy của Ngài, tưởng tượng coi. À, là minh sư thật tuyệt, không cần quần áo. Nhưng đó là ở Ấn Độ. Ở đây, nếu quý vị lấy mất quần áo của tôi, cảnh sát sẽ đến mang tôi đi khỏi quý vị. Vì vậy, chớ có nghĩ đến điều đó. Đây, chúng ta bắt đầu từ ngày sinh của giáo chủ Mahavira. Ngài là vị từ bi nhất, một trong những vị thánh và minh sư từ bi nhất của thời đại chúng ta. Ý ta nói kiếp Kalpa của chúng ta, thời kỳ này của chúng ta, đó là khoảng 2.000 mấy năm về trước, 2.000 mấy trăm năm trước. Đó là 2.594 năm về trước, vào khoảng 599 năm trước Công Nguyên. Vào lúc đó, rất nhiều minh sư đã đến rồi đi. Phật cũng đến vào khoảng thời gian này. Đó nhất định là một kỷ nguyên rất phong phú về tâm linh của thời kỳ chúng ta. Rồi, bắt đầu với ngày sinh của Ngài. Tôi nhận được cuốn sách này vài ngày trước và nghĩ, tôi đọc nó trước và nghĩ, đây là một chuyện rất khích lệ để đọc cho quý vị nghe, đồng thời để biết về một trong những tôn giáo rất quan trọng trong thời kỳ của chúng ta. Ngoài Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Sikh giáo, Ấn Độ giáo, vân vân, chúng ta cũng có Kỳ Na giáo. Và vị giáo chủ này rất là vô lượng, vô vàn từ bi. Ngài còn khuyên tín đồ hoặc đệ tử của Ngài thậm chí đừng nhổ rễ cỏ cây, bởi vì Ngài lo rằng có một số sâu bọ, côn trùng có thể bị hại
bởi quá trình thu hoạch này. Và Ngài có thiên nhãn thông. Ngài thậm chí biết cây đau đớn khi quý vị hái trái của chúng. Ngài còn khuyên các đệ tử sống hiền hòa hoặc tránh ăn một vài loại trái cây để không làm tổn thương cây. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình là người ăn thuần chay và đã rất từ bi rồi. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm cá nhân của tôi không thật sự cảm thấy vui lắm khi ăn đồ thuần chay hoặc trái cây. Và ngay cả khi phải ăn, tôi thật sự thấy rất xót xa trong lòng. Và cảm ơn tất cả họ đã cống hiến trái cây và rau củ. Cũng xin lỗi và ban phước cho họ. Nếu quý vị cũng có thể làm điều đó, thì sẽ tốt. Bởi vì chúng ta thể hiện lòng biết ơn và cũng chia sẻ một số công đức với cây cối và rau quả đã hy sinh đời sống của họ cho sự thoải mái của chúng ta. Vậy, bây giờ tiếp tục ha. Thích không? Dạ, thích. Hãy trao giáo chủ Mahavira một tràng pháo tay thật lớn nào. Bản thân tôi thương Ngài rất nhiều. Họ đã đặt nền tảng để chúng ta hiểu hoàn cảnh mà giáo chủ Mahavira sinh ra. Truyện bắt đầu như vậy. Thuở xa xưa, lâu lắm rồi, khoảng 2.594 năm về trước, tôi đoán Ngài ra đời sau Đức Phật Thích Ca. Đức Phật chào đời trước đó không lâu. Ở khu vực phía đông Ấn Độ, một nguồn ánh sáng tâm linh rực rỡ bừng lên. Ngài trở nên nổi tiếng và Mahaman Mahavi. Trong thời kỳ của giáo chủ Basvana, chế độ phong kiến vẫn ngự trị tại Ấn Độ. Tuy nhiên, khởi đầu của chế độ dân chủ đã bắt đầu xuất hiện trên chính trường. Đó là bình minh của những nước Cộng hòa địa phương. Hay quá, 2.000 năm trước, chúng ta đã có dân chủ và Cộng hòa rồi. Sau khi Ngài nhập Niết Bàn, các nước Cộng hòa bắt đầu mở rộng và Tỳ Xá Ly được biết là thủ đô của liên bang. Các nước Cộng hòa nhỏ, Maharaji Cheta, một tín đồ vững mạnh của truyền thống Basva, lúc đó là tổng thống của Cộng hòa Tỳ Xá Ly và liên bang. Đây là bối cảnh xung quanh trước khi Ngài đản sinh. Họ giới thiệu như thế để chúng ta có thể thấy, có lẽ rằng với từ trường tốt như vậy, bầu không khí tốt như vậy, tạo ra một bối cảnh hưng thịnh, phúc lành của một vị đại thánh xuống trần, có lẽ như vậy. Trên bờ phía bắc của sông Hàn, cũng gần sông Hàn, có một dòng sông khác cũng rất nổi tiếng tại Ấn Độ, được gọi là sông Indus. Thành ra họ gọi là India, bởi vì thuở ban sơ Ấn Độ được thành lập dọc theo sông Indus. Và một con sông khác, quý vị biết là sông Hàn. Hai con sông này rất, rất nổi tiếng trong thần thoại Ấn Độ về tâm linh, cũng như về địa lý. Trên bờ phía bắc của sông Hàn, một nhóm lớn và hùng mạnh của Lishavi Khatrisyas ủng hộ chế độ dân chủ. Sáu gia tộc nổi bật đã hình thành nền Cộng hòa này là Agra, Bok, Senaya, Inskvaku, Lishavi, Snap và Kaurav. Người Ấn Độ xin thứ lỗi cho phát âm của tôi. Đây là những loại tên độc líu lưỡi. Và chính thủ trưởng đại diện họ. Hãy kiên nhẫn. Kế tiếp sẽ thấy tại sao họ giới thiệu nhiều chuyện như vậy.
rất nhiều người và rất nhiều chế độ. Một liên bang khác có tên là Mala và nó được chia ra thành hai lãnh thổ, Tây Bắc và Đông Nam. Thủ đô phía Tây Bắc là Kushinara và phía Đông Nam là Pava. Chính thủ lĩnh của Liên bang Cộng hòa Mala cũng là những người ủng hộ mạnh mẽ chế độ dân chủ. Chính Malas và chính Lishavis kết hợp để hình thành một liên bang tối cao có tổ chức chặt chẽ gọi là Liên bang Cộng hòa Vasi. Lishavis của Cộng hòa Tỳ Xá Ly là Sujan Vansi Kadiya. Hậu duệ của Mayada Purushottam Ram. Họ đã nổi tiếng là Vidhas, nhưng sau này danh hiệu Lichavi trở nên nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, là một nhóm văn hóa, họ luôn giữ lại danh tính của họ là Vidhas. Trong văn học Kỳ Na, Maharaji Chetat đã được đề cập đến là Videra. Em gái của ông Trisla là Videdina, nghĩa là hai người này thuộc về nhóm gọi là Videhas. Hãy nhớ cái tên Trisla. Đó nghĩa là họ có một dòng dõi lâu đời. Họ đến từ một dòng dõi lâu đời gồm hoàng tộc và gia đình nổi tiếng thời đó. Mahavir, giáo chủ Mahavir, giáo chủ trong câu chuyện này, cũng đã được đề cập đến là Videsukuman. Tất cả điều này là biểu thị về một vị thế tôn giáo và văn hóa cao hơn của quốc gia Vide. Kế tiếp, họ giới thiệu hoàng tộc của Tỳ Xá Ly. Ở phía bắc của Tỳ Xá Ly có một vùng ngoại ô tên là Kunbu Sanives. Có một tập đoàn người Bà La Môn sống tại các nơi phía nam của Kunbur. Thủ lĩnh nhóm Bà La Môn này là Risa Bata và vợ ông là Devananda. Mặc dù là người Bà La Môn giàu có và hiểu tường tận kinh Vệ Đà và Vedangas, Risa Data là tín đồ của giáo chủ Basvana. Và lúc đó, đó là thời giáo chủ Basvana hiện diện ở đó. Giống như đôi khi, tất cả nhân vật đều ở đó và vị Phật nào khác hiện diện ở đó. Giáo chủ Basvana là một trong những vị Phật vào thời đó, một trong những vị thánh, minh sư vào thời đó. Như vậy, gia đình ông thuộc về nhóm tín đồ và đệ tử của giáo chủ Basvana. Tại những khu phía bắc của Kanber có một tập đoàn của Kastriya thuộc gia tộc Snat. Tập đoàn này được biết đến là Kastriya Kandor. Sĩ Đạt Ta là thủ đỉnh ở đó. Sĩ Đạt Ta đó là khác, không phải Sĩ Đạt Ta Đức Phật. Sĩ Đạt Ta là thủ lĩnh ở đó vì lòng dũng cảm tuyệt vời và sự giàu sang của ông được tôn kính gọi là Vương Công hoặc Nerendra. Raja có nghĩa là vua trong danh từ tiếng Phạn. Có thể nói là ông được bầu chọn do lòng yêu mến của người dân và họ gọi ông là Vương Công. Ông chỉ là thủ lĩnh của một trong các nhóm, nhưng có lẽ người dân rất thương mến và tôn kính ông, nên họ đưa ông lên ngôi làm Vương Công. Đó thật sự là một vương công, thật sự là vua, là tổng thống. Khi chinh phục được lòng dân, quý vị không cần lá phiếu nào hết. Đó là vương quyền thật sự. Đó là tổng thống thật sự, như thế đó. Khi chinh phục được lòng dân, quý vị không cần lá phiếu nào. Đó là vương quyền thật sự.
Đó là Tổng thống thật sự như thế đó. Tôi không nghĩ thời đó họ có hệ thống bầu cử, mặc dù đã là dân chủ rồi. Họ không bỏ phiếu, nhưng ông chỉ tự động được kính trọng và được chọn làm vương công. Ngày nay, nếu muốn làm vương công thì thật khó khăn. Giống như tổng thống, quý vị phải đi ra ngoài, chi tiêu rất nhiều tiền, nhiều thời gian, nhiều diễn văn, nhiều chiến thuật tranh cử để giành được lá phiếu của người dân. Trước tiên phải gia nhập đảng, hoặc là đảng Cộng Hòa, hoặc có thể là đảng Dân Chủ, hoặc có thể là bất cứ đảng nào, và rồi quý vị phải thu thập hàng triệu chữ ký. Hoặc có thể quý vị phải được Quốc hội hoặc Thượng viện bổ nhiệm, và rồi mới có thể trở thành một ứng cử viên. Điều đó chưa đảm bảo quý vị làm tổng thống. Mọi người phải bỏ phiếu cho quý vị. Dân chủ thực sự là như thế, nhưng ở vài quốc gia không cần, họ chỉ nói được dân chủ nhưng không cần ai bỏ phiếu. Tổng thống tự bỏ phiếu cho mình. Hoặc đảng của ông cứ bầu cho ông và ông trở thành tổng thống. Thậm chí trước khi có ai biết được, và rồi có thể họ chỉ thông báo trên đài phát thanh hoặc truyền hình tân tổng thống. Mọi người vỗ tay và thế là xong, hoàn tất. Như vậy đơn giản hơn, nhưng không được dân chủ lắm. Tuy nhiên, nếu loại hệ thống này hữu hiệu thì cũng tốt thôi. Chúng ta không bận tâm ai là tổng thống hoặc không, miễn là ông làm việc vì dân. Và thật lòng quan tâm đến dân thì chúng ta tán thành. Chúng ta vỗ tay và thông qua. Ý nói tiếng Trung Hoa nghĩa là quý vị vỗ tay và nói đồng ý. Tôi đâu có bảo quý vị vỗ tay cho tôi. Nhưng không sao, vỗ tay cho Đức Mahavira. Quý vị thật dễ thương, thật dễ thương. Vỗ tay nữa hả? Bây giờ quý vị vỗ tay tự khen mình ha. Bởi vì sư phụ của quý vị nói quý vị thật dễ thương. Thế rồi quý vị cứ vỗ tay như thế đó, hay thật. Bây giờ đừng có vỗ. Thầy nào trò nấy, chúng ta tự khen mình. Khiêm tốn làm sao? Được rồi. Ngoài việc được tôn thờ và được xưng hô một cách tôn kính là vương công hoặc Narendra, đó là vinh dự cao nhất mà mình có thể đạt được thời đó. Quý vị là vua của người dân. Thực sự, vào thời xưa, nhiều quốc gia cũng như vậy, như Trung Quốc, như hiên viên hoàng đế. Hiên viên hoàng đế không bầu cử hay gì cả. Chỉ là người dân thương ông. Và bây giờ họ vẫn còn thương. Một vị vua thực sự là như thế. Quý vị sẽ ở mãi trong lòng dân. Quý vị sẽ ở mãi trong lịch sử như một ngọn hải đăng sáng ngời của dân chủ và là nhà lãnh đạo hùng mạnh, hiền lương, thương yêu, quan tâm. Nhưng rồi đôi khi, con người cũng cướp lấy những địa vị này và trở thành vua hoặc nữ hoàng hoặc lãnh tụ. Như vậy không tốt. Những người này cũng ở trong lịch sử mãi mãi, nhưng là một... Như là gì? Người xấu. Vậy cũng tốt. Quý vị có thể học hỏi từ những người xấu để không trở thành như họ. Và người tốt thì tốt hơn, cho quý vị học hỏi để trở thành như thế. Cả hai đều là những tấm gương. Một là xuất sắc, một là không tốt. Vương công sĩ đạt ta này, ngoài việc được tôn kính và được chọn làm vương công, Ngài cũng là một thành viên có ảnh hưởng lớn của Cộng hòa Tỳ Xá Ly. Trisla, em gái Tổng thống Chetat của Tỳ Xá Ly, kết hôn với sĩ đạt ta. Bây giờ quý vị biết rồi, Trisla. Bà cũng xuất thân từ một dòng dõi hoàng tộc lâu đời và các gia đình có thanh danh. Bây giờ bà kết hôn với vương công sĩ đạt ta này. Bà còn được biết là Đi Đế Đi Na và Priya Karin. Đây cũng là những chức tước mà quý vị không được phong bởi vua, mà bởi lòng yêu mến,
cũng như tôn kính của người dân. Ngoài ra, tước đó cũng từ dòng dõi mà bà xuất thân. Như vậy, chỉ để giới thiệu, giáo chủ Mahavira xuất thân từ gia đình hoàng tộc lâu đời, đáng kính. Lương thiện, có tham danh. Con trai cả của Setasimhabara, tổng tư lệnh của quân đội Cộng hòa Vazi. Maharaja Chetat có 7 cô con gái. Tổng thống Chetat có người con trai khác. Và ông cũng có 7 cô con gái. Bây giờ chúng ta nói đến hiền mẫu của giáo chủ Mahavira, Hoàng hậu Trisla. Hoàng hậu Trisla trước khi sinh giáo chủ Mahavira, bà có điềm báo trước rất rõ trong nhiều giấc mơ. Tôi sẽ đọc quý vị nghe từng cái một. Một đêm, hoàng hậu Trisla đã có 14 giấc mơ tuyệt vời. 14 giấc mộng trong một đêm. Đó không thể là giấc mơ. Đó có lẽ là thể nghiệm, nhất định là thể nghiệm, bởi vì giấc mơ không thể liên tiếp và rõ ràng như vậy. Đến nỗi khi tỉnh dậy, bà nhớ hết mọi điều. Cho nên nó giống như khi thiền, sau khi chúng ta xuất định. Chúng ta nhớ rất nhiều thể nghiệm hoặc không nhớ. Còn tùy vào quý vị thiền thế nào vào lúc đó. Hoặc quý vị thiền trên vai sư huynh, sư tỷ quý vị. Hoặc là quý vị thiền gục phía trước, tôi không biết. Và rồi quý vị nhớ hoặc không nhớ. Nhưng quý vị chỉ nghĩ nhớ điều gì đó, đôi khi quý vị nhớ toàn bộ thể nghiệm hoặc nhiều thể nghiệm. Đôi khi chỉ một phần. Đôi khi chỉ thấy ánh sáng thoáng qua. Khi có lẽ ông chồng hoặc bà vợ đá quý vị tỉnh giấc và rồi quý vị nói hả? Hả? Thấy thoáng ánh sáng sau đó là gì nhỉ? Bởi vì quý vị không ý thức cho lắm trong thể nghiệm của mình. Quý vị ngủ cũng có thể nghiệm, nhưng rồi khi thức dậy quý vị quên. Có lẽ quý vị nghĩ đó chỉ là giấc mơ và rồi không nhớ gì cả. Cũng không sao, không quan trọng. Điều quan trọng là quý vị tiến bộ bên trong lẫn bên ngoài và quý vị tự hài lòng với chính mình là một con người, là một người tu hành, là người khao khát quả vị thánh. Thể nghiệm đến rồi đi, chúng ta cũng có nhiều thể nghiệm, chúng ta có thể có nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là quý vị đã thành Phật. Chúng ta chỉ thấy thôi. Hoàng hậu Trisla này có 14 giấc mơ tuyệt vời. Một vài kinh điển nói rằng Hoàng hậu Trisla có 16 giấc mơ. Trong sách này họ nói 14. Không sao, chỉ thêm 2 giấc mơ. 14 là đủ tuyệt vời rồi, tôi nghĩ vậy. Nếu tất cả quý vị đây, bất kỳ ai trong quý vị mà nhớ được 4 thể nghiệm khi đứng dậy, từ chỗ ngồi thiền của mình, tôi đã rất rất thán phục rồi. 14 là giấc mơ xa vời cho những người gọi là đệ tử của tôi. Nhưng mình có thể hy vọng được thế. Vì vậy, mấy giấc mơ này làm bà tràn đầy ngạc nhiên và hân hoan. Dĩ nhiên, ai mà không vậy? Ai mà không hân hoan và vui mừng? Bởi vì đó là những giấc mơ rất tốt lành. Thành ra họ nói những đại mộng, không phải giấc mơ bình thường hay ác mộng, mà là những đại mộng, đó có nghĩa là rất tốt, cho nên bà thức dậy cảm thấy rất hân hoan và vui mừng. Và bà đánh thức chồng dậy, vua Sĩ Đạt Ta, rồi kể cho ông nghe những gì bà thấy trong 14 giấc mơ. Vua Sĩ Đạt Ta cũng vô cùng vui mừng. Vì vậy, ngày hôm sau, khi mặt trời mọc, ông triệu tập tất cả học giả vào triều. Học giả và người thông thái, tiên tri, hiền triết và thánh nhân trong nước ông. Vào thời đó, ông triệu tập tất cả họ đến triều đình và hỏi họ về ý nghĩa của những giấc mơ này. Giấc mơ đầu tiên, hoàng hậu Trisla thấy là một con voi. Thật buồn cười. Hiền mẫu của Đức Phật Thích Ca, trước khi thụ thai Đức Phật, bà cũng thấy một con voi 6 ngà. Không phải voi thường. Voi thường chỉ có 2 ngà. Con voi đó có 6 ngà. Chà, và con voi đẹp, đẹp lắm. Bà thấy một con voi. Đó là con voi cao lớn và mạnh mẽ. Có 4 ngà. Ồ, hơi nhỏ hơn con voi của hiền mẫu Đức Phật. Có lẽ là để tôn kính Đức Phật.
Đây là một con voi tốt lành và thậm chí còn được phú cho tất cả những dấu hiệu tuyệt vời mà người ta hằng mong ước. Không phải là voi thường. Không những chỉ có bốn ngà mà còn được phú cho rất nhiều dấu hiệu tốt lành, nhiều điểm tuyệt vời của một con voi phi thường. Giấc mơ về con voi cho biết rằng bà sẽ hạ sinh một người con với tính cách phi thường. Bốn ngà biểu thị Ngài sẽ dẫn dắt cỗ xe tâm linh, gồm có bốn chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Ồ, ra vậy. Bốn ngà cho biết rằng Ngài sẽ là minh sư của bốn chúng: tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, nghĩa là bao gồm tất cả xuất gia và tại gia. Cha, cũng giống như Đức Phật Thích Ca. Rồi giấc mơ thứ hai, Hoàng hậu Trishla thấy một bò đực, giống như trâu, trâu nước. Bò đực cao thượng, vĩ đại. Và có một cái bướu vô cùng to lớn, quý vị biết ở đây. Đó là bò đực, họ có một bướu ở đây, đằng sau vai. Lông trên thân bò mịn, sáng và mềm mại. Sừng rất cao và đầu sừng nhọn. Giấc mơ này cho biết rằng con trai bà sẽ rất sùng đạo và sẽ là một vị thầy tâm linh vĩ đại. Ngài sẽ giúp tu dưỡng tôn giáo. Giấc mơ thứ ba, Hoàng hậu Trishla thấy một sư tử oai hùng, có móng vuốt rất đẹp và đỉnh đạt. Sư tử có đầu lớn rộng, tròn trịa và răng nhọn. Sư tử có đôi mồi thật đẹp và mắt ngời sáng quắc. Cha, sư tử đặc biệt. Đuôi sư tử dài, thật dài và có hình dáng đẹp đẽ. Hoàng hậu Trishla thấy sư tử này đi về hướng bà và bước vào miệng bà. Ồ, bình thường là ngược lại. Thường thì cái gì đó vào miệng sư tử. Trong giấc mơ này, sư tử này đi vào miệng của hoàng hậu. Giấc mơ này cho biết rằng con trai bà sẽ đầy quyền lực và mạnh mẽ như sư tử. Người ta cũng ví Đức Phật như sư tử và ví giọng giảng pháp của Ngài như tiếng sư tử gầm. Vào thời đó, tôi đoán tại Ấn Độ, những bạn thú này, voi, sư tử, vân vân, là biểu tượng cho quyền lực, lực lượng tâm linh và sức mạnh, và cả khả năng lãnh đạo nữa. Giấc mơ này cho biết rằng con trai bà sẽ đầy quyền lực và mạnh mẽ như sư tử. Vị này sẽ vô úy, toàn năng và có khả năng cai trị thế giới. Giấc mơ thứ tư, Hoàng hậu Trishla thấy nữ thần Lakshmi, nữ thần của giàu sang, hưng thịnh và quyền lực. Nữ thần ngồi trên hoa sen và đeo nhiều chuỗi trân châu, xen kẽ với ngọc lục bảo và một vòng hoa vàng. Một đôi bông tai dài rủ xuống vai nữ thần với vẻ đẹp rực rỡ. Giấc mơ này cho biết rằng con trai bà sẽ vui hưởng sự giàu sang phú quý và huy hoàng. Ngài sẽ là một thi thến ca, ân nhân tối cao của tất cả. Hay quá, quả là một đấng vĩ đại. Chưa sinh ra mà đã được tiên đoán là có sự vĩ đại về tâm linh như vậy. Vị thầy tâm linh vĩ đại và vị lãnh tụ của nhân loại của thế giới. Giấc mơ thứ năm, Hoàng hậu Trishla thấy một vòng hoa đẹp từ trên trời bay xuống. Vòng hoa tỏa ngát hương thơm của nhiều loại hoa khác nhau. Những bông hoa này nở vào bốn mùa khác nhau. Cả vũ trụ tràn ngập hương hoa. Bình thường vào những mùa khác nhau, chúng ta chỉ có một
hoặc vài loại hoa khác nhau. Vào mỗi mùa có những loại hoa khác nhau, nhưng vòng hoa hoàng hậu thấy từ trên trời, bay xuống từ trên trời là một vòng hoa đẹp, được hòa lẫn với đủ loại hoa bốn mùa. Dù sao, đó là điềm rất tốt lành, rõ ràng là thế. Giấc mơ này cho biết danh thơm của giáo lý con trai bà sẽ lan rộng khắp vũ trụ và Ngài sẽ được mọi người tôn kính. Giấc mơ thứ sáu, Hoàng hậu Trisla thấy một mặt trăng tròn. Đó là cảnh tượng rất tốt lành. Mặt trăng đang ở lúc rực rỡ nhất. Mặt trăng sáng như một ngôi sao, khiến cho hoa huệ đều nở rộ. Giấc mơ này cho biết đứa bé sẽ giúp giảm bớt đau khổ cho mọi chúng sinh. Ngài sẽ mang hòa bình đến cho thế giới. Ngài sẽ giúp sự tiến bộ tâm linh của nhân loại nói chung. Giấc mơ thứ bảy, Hoàng hậu Trisla thấy mặt trời sáng rực. Chà, ngay cả mặt trời, mặt trăng, đủ thứ. Mặt trời tỏa sáng để xua tan bóng tối. Mặt trời sáng rực như những ngọn lửa cháy rừng. Mặt trời mọc và chấm dứt những hoạt động tà ác của các tạo vật phát triển mạnh về đêm. Giấc mơ thứ 8, Hoàng hậu Trisla thấy lá cờ lớn tung bay trên một ngọn cây gậy vàng. Lá cờ phất phơ nhẹ nhàng và có điềm lành trong làn gió thoảng, thu hút ánh nhìn của mọi người. Trên lá cờ còn có in hình một con sư tử rạng ngời, luôn luôn là sư tử, bởi vì sư tử là vua của thế giới loài vật. Vậy nên ta đoán đó là lý do trên lá cờ của vài quốc gia họ để hình sư tử trên đó, hoặc đặt tượng sư tử trước cung điện hoặc trước tư gia để thể hiện sức mạnh của họ. Có lẽ tôi cần một số như vậy để cho quý vị biết tôi cũng có lực lượng nào đó. Thôi, đùa thôi, không cần. Giấc mơ này cho biết rằng con trai bà sẽ mang biểu ngữ của tôn giáo. Ngài sẽ sắp đặt lại tổ chức tôn giáo trong khắp vũ trụ. Giấc mơ thứ 9, Hoàng hậu Trisla thấy một bình hoa vàng đựng đầy nước trong vắt. Nó là một bình hoa tuyệt đẹp. Đẹp vô cùng và sáng ngời. Quý vị biết bình hoa chứ? Quý vị cắm hoa vào đó. Bình hoa được trang trí với một vòng hoa. Vòng hoa. Giấc mơ này cho biết rằng con trai của bà sẽ hoàn mỹ trong tất cả đức hạnh và sẽ tràn đầy lòng từ bi đối với mọi chúng sinh. Ngài sẽ là một nhân vật tôn giáo tối cao. Giấc mơ thứ 10, Hoàng hậu Trisla thấy một hồ đầy hoa sen. Hàng ngàn hoa sen nổi trên mặt hồ. Và khi tia nắng mặt trời chạm nhẹ vào, tất cả hoa sen đều mở ra và nở rộ. Những hoa sen này có một mùi thơm rất dịu ngọt. Giấc mơ này cho biết rằng con trai bà sẽ vượt khỏi những ràng buộc thế gian. Giống như hoa sen mọc trong bùn nhưng không hôi tanh màu bùn. Ngài sẽ giúp giải thoát con người, những ai bị vướng vào vòng sinh, tử và khổ ải. Giấc mơ thứ 11, Hoàng hậu Trisla thấy là một đại dương. Nước biển dâng lên rất cao, khắp mọi hướng. Gió thổi nhẹ và làm mặt nước gợn sóng. Giấc mơ này cho biết rằng con trai bà sẽ có tính cách an nhiên và ôn hòa. Ngài sẽ đạt được nhận thức và kiến thức vô tận và sẽ thoát khỏi cuộc sống trần tục, vốn là đại dương của sinh, tử và khổ ải. Điều này sẽ dẫn dắt linh hồn Ngài đến Moksha. Moksha, sự giải thoát tối hậu.
Moksha là danh từ tiếng Phạn, nghĩa là giải thoát, đại giác ngộ. Như bất kỳ người Hindu nào, đạo sĩ Ấn Độ nào cũng khao khát đạt được Moksha, sự giải thoát. Giấc mơ thứ 12, Hoàng hậu Trisla thấy một cõi thiên đàng. Cõi này ngân vang, âm nhạc thiên đường và ngào ngạt, hương trầm linh thiêng, dễ chịu. Giấc mơ này cho biết rằng tất cả thiên thần trên thiên đàng sẽ tôn trọng, vinh danh và tán dương giáo lý tâm linh của con trai bà. Giấc mơ thứ 13, Hoàng hậu Trisla thấy một chồng châu báu lớn với đủ loại đá quý, ngọc quý, kim cương, đá quý, những thứ như vậy, đủ loại, một chồng lớn gồm tất cả đá quý này. Giấc mơ này cho biết rằng con trai bà sẽ có đức hạnh và trí huệ vô biên, và ngài sẽ đạt được sự giác ngộ tối thượng. Giấc mơ thứ 14, Hoàng hậu Trisla thấy một ngọn lửa không khói. Ngọn lửa bùng cháy với sức nóng dữ dội, nhưng lại không có khói. Giấc mơ này cho biết rằng con trai bà sẽ cải cách và phục hồi tổ chức tôn giáo. Ngài sẽ xóa bỏ niềm tin mù quáng và những nghi lễ chính thống. Hơn nữa, Ngài sẽ đốt cháy hoặc hủy nghiệp chướng của Ngài và đạt được sự cứu rỗi. Giấc mơ thứ 15 là về một cặp cá. Ồ, bây giờ họ đã bao gồm 16. Tổng cộng 16 giấc mơ. Ôi chào. Hoàng hậu có trí nhớ thật phi thường. Ước gì tất cả quý vị có như vậy. Ít nhất phần nửa số đó có thể 7 hoặc 8 giấc mơ nếu mà quý vị nhớ được khi thức dậy. Giấc mơ thứ 15 là một cặp cá cho biết rằng con trai của bà sẽ vô cùng tuấn tú. Giấc mơ thứ 16 là về ngai vàng cao cả, cho biết rằng con trai bà sẽ có một quả vị tâm linh rất cao. Hay quá, thấy không? Rất nhiều giấc mơ và bà nhớ hết tất cả. Và những học giả này, tiên tri hoặc những người thấy tương lai, họ diễn giải tất cả giấc mơ rõ ràng như vậy. Nhưng thật ra đó là điều hiển nhiên. Thậm chí không cần phải là tiên tri, chúng ta cũng có thể đoán hầu hết là những dấu hiệu tốt lành cho sự chào đời của một hoàng tử. Dĩ nhiên, họ đến từ một dòng dõi hoàng gia và dòng dõi tu hành. Dĩ nhiên, con trai sẽ là một bậc thiên liêng nào đó, một đấng thánh thiện vĩ đại nào đó, kế thừa linh khí của họ. Và hơn nữa, tất cả những giấc mơ đều đẹp, biểu tượng tốt về sự vĩ đại. Lẽ ra nhà vua nên mời tôi. Tôi không cần quá nhiều nhà tiên tri hoặc người thấy tương lai. Tôi sẽ nói tất cả giấc mơ một mình tôi thôi. Tôi có thể tự giải tất cả 16 giấc mơ với nhiều quyển lịch kèm theo. Không chỉ giải thích thôi, mà còn nói nhiều hơn, khiến vua và hoàng hậu càng vui mừng hơn. Giải thích nhiều hơn, thêm hương, thêm hoa cho từng giấc mơ. Sau khi làm xong các việc buổi sáng, Maharaji Siddhartha và Devi Trisla đến ngồi trong đại sảnh hội nghị. Em trai ông Subhasva, phu nhân và các thành viên khác trong hoàng tộc cũng ngồi gần đó. Những người giải mộng nổi tiếng của Tỳ Xá Ly đi vào đại sảnh hội nghị. Maharaji Siddhartha và Devi Trisla chào đón những người giải mộng và học giả của kinh dịch bát quái về bói toán và mời họ lên ngồi ghế cao. Nhà vua nói với họ, các vị học giả bói toán, đêm qua gần sáng sớm, Priyakarini Videdina Devi Trisla
Đây là các tước hiệu của bà trước kia. Tên bà là Trisla. Ở đây nói 14, nhưng chúng ta có 16. Thấy 16 giấc mơ tốt lành. Các khanh hãy giải mộng theo kiến thức của mình và kinh nghiệm về khoa học bói toán và thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. Các nhà bói toán lắng nghe mọi chi tiết về những giấc mơ từ Devi Trisla và cười rạng rỡ với niềm vui. Suy ngẫm một hồi, họ giải mộng như sau. Hỡi vua của các vị vua, Maharaji Sĩ Đạt Ta, theo khoa học về giấc mơ, có 72 giấc mơ tốt lành. Trong số này, 42 giấc mơ cho biết lợi ích thông thường và 30 giấc mơ còn lại là lợi ích vô cùng to lớn. Những giấc mơ Hoàng hậu Devi Trisla may mắn đã thấy là 16 đại mộng, cho biết lợi ích vô cùng tốt lành và thiêng liêng trong tương lai gần. Dựa theo những giấc mơ này, Hoàng hậu Devi Trisla sẽ hạ sinh một bé trai. Người này sẽ trở thành một Charavati, nhà lãnh đạo tâm linh vũ trụ. Nhưng bom 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 Maharaji, có sự giả đoán nào đó bên cạnh đó. Thôi, ngày mai tôi sẽ tiếp tục. Bây giờ quý vị nghỉ ngơi. Sẽ có thêm nhiều điều hào hứng, quý vị ráng mà ở lại. Quý vị sẽ ở lại. Đây là bế quan mà. Có lẽ tôi sẽ gặp quý vị hoặc có thể tối nay nếu tôi làm xong việc của mình. Nếu tôi lo liệu tất cả công việc văn phòng của tôi và thiền một lát, ăn gì đó, có lẽ tôi sẽ đến gặp quý vị. À, hãy vui vẻ nha. Có thể thôi. Ngoan nhé. Tưởng tượng nếu Hoàng hậu Trisla có đông con cái như vậy, thì sẽ có bao nhiêu giấc mơ nhỉ? Bà phải có hàng ngàn giấc mơ. Bởi vì tất cả quý vị đều là hoàng tử và công chúa trong lòng tôi. Và trên các thiên đàng thiêng liêng, quý vị cũng là hoàng tử và công chúa. Hãy bảo đảm là quý vị xứng đáng với tước hiệu đó. Hẹn gặp lại. Từ Trung Quốc hả? Âu Lạc Việt Nam hả? Dạ. Dạ, Âu Lạc Việt Nam. Việt Nam trên đường tương lai, lượt thiên soi toàn thế giới. Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời. Tình yêu đây là khi rơi, tình thương đem về muôn nơi. Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam quê hương đất nước sang ngời. Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam, muôn đời. Hey. Đa gia hào. Tôi nhận thức rất nhiều người, 30 năm, 20 năm trước, sao đều không già được nhỉ? Hả? 大概打住好，嘿 ，OK，Thank you 啦。